chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc Bộ đã có sự chuyển biến nhiều, không còn cái nắng oi bức như hai ngày trước mà thay vào đó là những cơn mưa rào rải rác. Nhiệt độ theo đó thì cũng giảm xuống từ 3 đến 4 độ so với 24 giờ trước. Chiều và tối nay, các hình thái gây mưa cho Bắc Bộ và cả Bắc Trung Bộ là rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m tiếp tục hoạt động nên những cơn mưa vẫn tiếp diễn, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 30 đến 60 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các tỉnh miền núi, người dân cần chú ý đề phòng. Cùng chung xu thế thời tiết nên khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay cũng mát mẻ hẳn, trời nhiều mây, mưa rào có thể xảy ra bất chợt vào thời điểm nào trong ngày. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay là 29 độ, chiều tối nay mưa giảm trên toàn thành phố, đêm về sáng còn ít mưa diện hẹp, thấp nhất về đêm ở ngưỡng 24 độ. Đến với thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, do không có hình thái gây mưa nào tác động nên hôm nay thời tiết phổ biến là nắng ráo. Nhiệt độ trưa chiều tăng cao lên mức là 33 đến 34 độ. Về tối và đêm trời mát mẻ với mức nhiệt giảm về ngưỡng là 26 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày phổ biến nắng ráo, nhiệt độ trưa chiều tại vùng cao Tây Nguyên từ 31 đến 34 độ và khu vực Nam Bộ là 32 cho đến 35 độ. Về đêm do vẫn chịu tác động của nhiễu động gió đông từ biển thổi vào nên có mưa rào và dông rải rác, có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to kèm theo dông mạnh, tố lốc và gió giật mạnh, người dân cần chú ý đề phòng, đặc biệt là khu vực ven biển Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay nắng lên khá sớm khiến cho nhiệt độ tăng cao. Trưa chiều nay mức nhiệt cao nhất lên tới 35-36 độ, trời nóng bức. Tuy nhiên người dân và du khách cũng cần đề phòng những cơn mưa dông có khả năng xảy ra vào tầm chiều tối. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.